Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Wow, thì hôm nay mình đã biết thời gian để câu chính xác con hải cẩu trắng rồi nha mọi người. Đó là phút thứ 33 tới phút 36 ha, với lại 03 tới 06 là chỗ hố xanh nha. Và chỗ hải đăng thì các bạn câu phút 13 tới phút 18 nha các bạn, và phút 43 tới 48 là chỗ hải đăng ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn hai vị trí mà mọi người câu nhiều nhất hải cẩu trắng luôn nha mọi người. Đây, bây giờ các bạn sẽ cùng đi theo chân mình nha. Mà khoan các bạn ơi, chiều nay là có đào kho báu đúng không? Nếu mà chiều nay đào kho báu, hồi sáng đào bị lỗi các bạn ơi, cho nên là chiều nay đào các bạn sẽ được một bộ đồ khủng long như mình ha, khủng long xanh nha mọi người, là từ 3 giờ tới 8 giờ hôm nay. Và các bạn cùng theo mình đi tới vị trí mà được nhiều người câu hải cẩu trắng nhất nha. Đi thôi các bạn ơi. Đây là vị trí đầu tiên này các bạn, ở chỗ mấy cục đá phía rìa chỗ hải đăng ha. Đó, các bạn thấy không, một cái bóng trắng ở phía sau mới lượm lên nè, đấy là của bạn Vinh nha mọi người. Bạn Vinh mới câu lên một con hải cẩu bắc cực 177 cm. Ui, vui quá, vui luôn các bạn, câu được con này là mừng hết lớn luôn ấy. Còn tại vì con này nó rất là hiếm luôn mà. Ôi trời ơi, đã ghê các bạn ơi. Nè, cho các bạn nhìn kỹ nè. Ôi là nó dễ thương kìa các bạn ơi, nhìn vậy mà ai không muốn sở hữu một con cho được. Và lúc này mình nhìn điện thoại của mình thì đang ở phút 17 nha các bạn, chuẩn luôn nha. Và đợi một lúc sau thì nhóm mình đã quay trở lại đây các bạn. Và có một bạn câu thêm một con nữa. Wow, một con hải cẩu bắc cực nữa các bạn. Xịn quá ha. Thì bây giờ là phút thứ 48 nha mọi người. Phút thứ 48 đúng luôn. Ôi, vậy là chỗ này hôm nay là có hai con hải cẩu, chứng minh cho các bạn xem là chỗ này là rất nhiều người câu được hải cẩu trắng rồi đấy. Xịn sò con bò luôn. Wow, dễ thương các bạn ơi. Nhưng mà rất tiếc hôm nay chưa có ai bạn nào được con vương miệng hết ha. Được vương miệng thì quá là nhân phẩm luôn mọi người. Và vị trí thứ hai là ngay chỗ này nha các bạn, chỗ hố xanh ngay chỗ này luôn ha. Thì cũng có rất là nhiều bạn câu được con hải cẩu trắng chỗ đây rồi. Bạn nào mà coi clip trước của mình á thì là có bạn Vi nè, hồi nãy mình có hỏi bạn Bích á thì cũng là ngay chỗ này luôn ha. Bạn Bích mà đầu video có mang hải cẩu lên cho mọi người coi đó. Ui thì ngay chỗ này luôn mọi người ơi, chỗ này câu rất là nhiều hải cẩu luôn á. Mà đặc biệt nha, chỗ này có nhiều bóng 445 lắm các bạn. Nhưng mà hôm nay mình bị sao á, số của mình là số bắp số các bạn. Trời đất ơi, sáng giờ câu toàn cái gì không à các bạn ơi, toàn mấy con mực đồ không à, chán thiệt sự. Rồi đến giờ này các bạn ơi, giờ này là cái giờ mà khả năng mà ra con cá mập Greenland là rất là cao luôn, cái bóng 5 này các bạn ơi. Nhưng mà không các bạn ơi, bị cười quá trời cười luôn, các bạn nhìn xem nè. Trời đất ơi, buồn gì chứ. Trời ơi, khủng long đâu ra quá trời các bạn ơi. Hôm nay thì có quà đăng nhập ha. Thì các bạn sẽ được một quả trứng thỏ cưng. Wow. Với được 2022 tiền sao này, thật là hôm qua mình chưa nhận thì phải. Rồi, nhận quả trứng thỏ nha các bạn. Wow. Không biết là nó sẽ nở ra con thỏ xịn các bạn. Nở ra con lusuri hoặc là con tím thì cũng ngon luôn ha. Đây các bạn ơi. Này, ấp các bạn, ấp. Trời đất ơi, chạy đi đâu. Chăm sóc thú cưng ha. Này, 30 phút nè. Mình có gói lưới các bạn, cho nên là mở cũng nhanh thôi ha. À, mình có gói này nè các bạn ơi, mình mở cái được luôn nè. Mở cái được luôn nè các bạn ơi. Ui, được. Được các bạn ơi, được. Ui, con gì đây, thỏ gì đây. Thỏ xịn. U là trời, cổ nâu xù các bạn ơi. Đen thiệt, xú luôn các bạn ơi. Anh hơi xù, nguyên một đàn khủng long ấp trứng mà ra con cổ nâu xù, đen thiệt chứ. Rồi, random comment hôm qua để tặng 4 đồ Tết cho các bạn nha. Chúc mừng bạn Anh Thư Nguyễn Huỳnh nè, với comment là có số 10 luôn ha. Chúc anh năm mới vui vẻ với gia đình trong năm mới này nha. Rồi, bạn xích xô này một bộ đồ nha. Rồi, một cái áo nè, giờ một cái quần nữa là đủ bộ. Rồi, xong bạn đầu tiên rồi, bạn tiếp theo ha. Rồi, chúc mừng bạn Đoàn Văn Lãng nè. Chúc anh năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và may mắn ạ. Happy New Year. Quà là bộ quần áo ha, tên là Thanh Nhi. Rồi, Vũ Viking tặng em luôn một cái áo và thêm một cái quần nữa ha, cho đủ bộ. Rồi, chúc em năm mới vui vẻ luôn. Rồi, bạn thứ ba nha mọi người. Chúc mừng bạn Bích Hằng Đỗ nè, với comment là cũng có mã số 10 luôn ha. Nhiều bạn mình thấy không có mã số 10 nha mọi người, mình thấy comment rất là ok luôn. Nhưng mà mỗi tội không có mã số 10 cho nên là không được nhận quà ha. Aya Toàn Nè, rồi, tặng cho bạn Aya Toàn Nè một bộ đồ luôn ha. Rồi, xong một cái áo nè, đến một cái quần nữa. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Xong một bạn nữa ha, và một bạn cuối cùng nữa nha các bạn. Rồi, chúc mừng bạn 43 Nguyễn Thị Bảo Yến nè, với comment là có mã số 10 nha mọi người.
Em chúc anh năm mới vui vẻ, mạnh khỏe để ra nhiều video hơn hay cho tụi em xem. Hạnh phúc bên người thân tên là Xin Thảo Dung hả? Quà là áo Tết mong anh tặng. Ồ, áo Tết hả? Áo Tết là lỡ tặng là tặng nguyên bộ luôn nha. Rồi em thích tái chế cái quần thì em tái chế ha. Chứ lỡ tặng quà tặng là bộ đồ rồi mà kêu tặng một cái áo thì nó cũng kỳ. Rồi một cái áo nè, tặng lỡ tặng là tặng luôn bộ đồ nha mọi người. Rồi xong, chúc em năm mới vui vẻ luôn. Rồi bạn nào muốn nhận bộ đồ ngủ Tết nữa thì hãy comment bên dưới nha các bạn, với mã bí mật là 20 nè. Comment một cái gì đó nè và tên in game ha. Và quà tặng là chắc chắn là một bộ đồ Tết rồi. Và đừng quên kéo xuống cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye. We'll be right back.